thân chào các bạn. Nay mình đang đứng tại thượng Tình Cốc, một cái hồ hoang sơ của ở Đắk Lắk, thượng Buôn Đôn các bạn. Đây là một chỗ người ta họ lấy đá để họ gì họ xây dựng. Thì mình năm bữa nay cũng qua. Thành trong thời gian quá trình cũng nhờ cái bàn tay yêu thương các bạn đã giúp cho thành lòng. Bây giờ mình xin thân chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Thì đây là mình cũng có là một mấy món con gà để mình nướng các bạn, đốt lửa sẵn đây. Rồi bắt đầu giờ mình mời các bạn và cả các bạn đi theo mình tìm những gì của cái tiệc Tình Cốc và một cái cuộc sống hoang sơ của thiên nhiên đã ban tặng cho cái núi rừng mà Tây Nguyên của chúng tôi. Đây các bạn, đây là núi rừng Tây Nguyên. Chúng tôi đã vượt có gần 80-10 km để quay lại những quang cảnh mà hiện giờ là đúng 6:30. Cái quang cảnh hiện đúng 6:30 mình xin review hết cho tất cả những cái hồ tuyệt tình này để các bạn nhìn cái quang cảnh của cái một cái núi rừng mà nó đưa những cái cảnh sắc đẹp cho những các bạn lúc rảnh rỗi, các bạn chiêm ngưỡng và các bạn thưởng thức những cái cảnh sắc đẹp của thiên nhiên, của núi rừng hoang vu hùng vĩ đó các bạn. Đó là mặt trời đã lặn rồi nha các bạn, cái rám đỏ chiều đó các bạn. Đó, mặt trời đã lặn rồi, do mình đi vô nó cũng hơi trục trặc, thành ra là đó cái rám nắng buổi chiều các bạn nhìn, rám nắng một buổi hoàng hôn quá đẹp các bạn ơi. Đó, một cái hoàng hôn lúc 6:30 quá thân thương, quá đẹp. Đó là những cái hình ảnh của cái tuyệt Tình Cốc này các bạn. Đó, cách thành phố Buôn Ma Thuột 75 km. Bên kia cũng có, trong đây mình đi 5 người các bạn, 5 người, có 1 người nữ và 4 người nam. Thì tất cả cũng vô ủng hộ cho Thành Long Vlog đang thì mừng quá, cũng được những cái người bạn cũng có cái đồng hành và cũng không có cái đồng hành để vô chứng kiến cái buổi giảng hội của Thanh Long Vlog và tất cả các bạn để vô cũng chúc mừng cho mình trong quá trình. Đây là một người nữ các bạn, bên đây là một người nam và bên kia là một chú đang xôi đèn bếp ếch để mình cũng có một cái bữa thêm một miếng một cái gì đó để cải thiện nhau. Đó, đang xôi đèn đó các bạn, đang đi bếp ếch đó. Còn có một chú bên kia xa quá chắc mình không thấy đó, đó con cá đèn đó các bạn, chú mèo áo đỏ đó. Thì tất cả các bạn hãy xem những cái quang cảnh màu ơi cha. Ồ cha, cái cảnh này dưới núi nó cho phản xạ của cái ánh sáng chiều tà đẹp quá các bạn ơi. Đó, và thấy cái ánh sáng chiều tà nó phản xạ của cái hồ tuyệt Tình Cốc này, mình xin ghi lại các bạn cùng một cái nước mà nó trong xanh, giống như nếu mà không có những cái sỏi đá này thì chắc lẽ các bạn không tin là nước đâu các bạn ơi. Đó, không tin là nước đâu, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đó các bạn, đó. Ồ, đó là những cái quang, trên là rừng nha các bạn. Ở trên kia là rừng đồi, dưới này là một cái vách đá mà người ta họ múc để họ lấy đá đó các bạn. Lấy đá làm đường, lấy đá xây dựng, thành ra nó có cái hồ nước này. Để mình quay lại cái ánh mặt trời nó phản xạ như thế đó nha các bạn. Đây là cái ánh chiều tà đó các bạn. Đó, của ánh chiều tà. Đây là cháu Lợi vlog, cũng làm vlog nhưng mà hôm nay cháu đang làm tài xế rồi. Thành ra là chắc lẽ mấy ngày nữa cháu mới làm lại, thì kênh của cháu cũng hả? À, Trần Lợi Vlog Taxi đã làm được mấy tháng rồi? Dạ, được nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Rồi. Bà mình Trần Lợi Vlog Taxi, xin các bạn ủng hộ với kênh Trần Lợi Vlog Taxi nhé. Đây là tài xế các bạn đang chở cho tụi mình đưa đến đây, chứ còn nếu đi xe hai bánh thì chắc lẽ không đỡ được đó. Quá đẹp luôn, để sau lưng em là một đứa ở đó đó. Đó, quá đẹp luôn các bạn đó. Bác nhìn các bạn nhìn tất cả những cái quang cảnh một buổi
hoàng hôn của Đắk Lắk các bạn. Đó, những cái đốt lửa để tí nữa mình cũng có làm một hai món để mình thưởng thức. Và chúc cái này cũng đã ủng hộ coi như là Thanh Long Vlog sách xe chớ chúng mình vô tới đây các bạn đó. Tất cả những người thôi thăm chào cháu, chúc Trần Lợi Vlog Taxi rồi, sẽ nha, sẽ bật kiếm tiền. Bây giờ khoảng 3 tháng nữa bật kiếm tiền nha Trần Lợi. Vâng. Đó các bạn, tất cả những quang cảnh của cái buổi chiều tà. Đây là cái ánh trăng nha các bạn. Mình xin quay vô cái bóng trăng này. Đó, đó bạn. Ơ giờ che mất quần mây rồi. Tí nữa là mình sẽ quay lại cái ánh trăng cho các bạn coi. Đó các bạn, tất cả những cái quang cảnh của cái buổi hồn hộp đây. Mình bây giờ chắc mình bật điện các bạn. Mình bật điện pin mình qua bên kia chứ bây giờ. Đó, đó các bạn, đó. Các bạn hãy xem những cái mốm đá mà của cái trên bờ hồ Tuyệt Tình Cốc nha các bạn. Một cái mốm đá Tuyệt Tình Cốc để chúng ta có một cái clip nó hơi khác hơn những cái clip trước. Để các bạn mình xin mời các bạn, đây là có gì đó các bạn, cái hang động núi lửa gì đó mà nó bị. Và cũng nhân gì vậy, cũng không 7 tháng rồi, 8 tháng rồi mình mới bật được cái hạt hệ giúp đỡ mình trong quá trình để mình đi để có những cái clip nó hay hơn để cho tất cả các bạn lúc buồn, lúc vui để giải chết. Và thứ hai nữa là giúp cộng đồng nó có những cái clip mà thân thương, clip hay, clip mà chúng Thành Long Vlog đã bỏ thời gian ra để cho các bạn chim ngưỡng đó, quay ánh trăng nha các bạn. Đó, một cái ánh trăng bữa nay là ngày 10 mấy đó các bạn, 10 mấy âm lịch đó. Thành ra nó chưa tròn nha các bạn, mà chắc cái này là tí nữa là quay nó mới sáng mới đẹp, chứ giờ này cũng chưa sáng lắm. Đó, xa xa kia là cái ánh lửa để tí nữa nhóm lửa trại và cũng làm một hai món gì đó để đãi các bạn, các anh em đã ủng hộ cho Thanh Long Vlog và đã không quán ngại đường xa xa thôi, đã vào đây khoảng 75 km để ủng hộ cho Thanh Long Vlog.